Tôi xin kính chào các bạn. Cái video này tôi xin giới thiệu cái kỹ thuật sang chậu và trồng mới cho cây hoa trà mi. Đối với cây trà mi thì một năm nó sẽ có hai cái thời kỳ chúng ta sang chậu và trồng cây trà mi. Đó là cái thời kỳ này, cuối tháng 10 âm lịch, và cái thời kỳ chính của nó là ra xuân, khi mà cây hoa trà mi đã hết hoa cũng như là cái mắt ngủ nó chuẩn bị bật lên. Thì các bác lưu ý là cái mắt ngủ nó chuẩn bị bật lên, tức là sắp bật cái lọc xanh đấy, thì là thời điểm chúng ta trồng trà tốt nhất. Thì hôm nay tôi giới thiệu cái thời vụ 1, đó là cái cuối tháng 10 âm lịch, đầu tháng 11. Thế còn cái video sau khi đến mùa xuân thì tôi mới làm cái video về cái trồng mới cho cây trà vào mùa xuân. Cái thời kỳ này á thì không phải là thời kỳ vụ chính, nhưng mà vụ xuân mới là vụ chính. Cái thời kỳ này chúng ta hiểu gần như là chúng ta trồng đột xuất và trồng chữa cháy đó. Đấy. Thì mục đích của cái trồng trà đợt này á là nó có 3-4 cái mục đích chính các bạn. Thứ nhất là chúng ta mới mua một cái cây về. Đấy, thì cây đó có thể là người ta đánh bầu ở dưới đất, hoặc là người ta để ở những cái chậu nhựa, hoặc là người ta để ở những cái túi bầu. Người ta để ở những cái túi bầu như này này. Thì với cái trường hợp mà chúng ta mới mua về, nó nằm trong cái túi bầu như này, thì phát là chúng ta phải trồng lại. Vì là để cho cây nó thêm đất, nó sinh trưởng phát triển khỏe, và nó cũng sẽ giúp cho cái cây trà nó đẹp hơn. Chứ không ai đi chăm một cái cây trà nhiều hoa lại để trong cái túi bầu ni lông như thế này cả. Cái lý do thứ hai là trồng lại cũng rất là hay, đó là chúng ta làm đẹp cho cái cây trà. Đấy, thì nếu như mà mùa xuân chúng ta mà đã chăm trồng tốt rồi, đấy, chúng ta lựa chọn được chậu đẹp rồi, thì chúng ta sẽ không phải trồng lại. Thế nhưng mà một số cây á, chúng ta mùa xuân chúng ta chưa trồng lại và chậu nó xấu, thì chúng ta sẽ phải trồng lại để mà giúp cho cái cây á, nó đẹp hơn. Khi chúng ta thưởng hoa thì nó sẽ đồng bộ giữa cái cây với cái chậu, với cái không gian mà chúng ta ngắm hoa. Cái lý do thứ ba đó là để giúp cho cái cây nó khỏe hơn. Đấy, ví dụ như một số cây mà nó ít đất quá, tôi ví dụ như cây này tôi phải thay, bởi vì là tôi đã trồng nó tới hơn 2 năm rồi, thì bắt buộc tôi phải thay. Tôi sẽ phải thay sang cái cây khác, khi bầu đất khác, để cho nó tăng cái dinh dưỡng lên. Thì đấy là cái lý do thứ ba. Cái lý do thứ tư là nó bị hỏng chậu, hoặc là cây nó bị những cái yếu tố bất ngờ nào đấy, chúng ta phải thay chậu đột xuất. Đây tôi ví dụ như cây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy là nó hỏng hết chậu rồi, thì để nó rất là xấu, nên là chúng ta sẽ phải thay. Thì bốn lý do đấy. Thế để mà trồng lại cây trà được tốt á, thì chúng ta có ba cái bước công việc chúng ta phải làm. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị, thì đây là chuẩn bị chậu. Thì đây là hai cây trà mà tôi sẽ trực tiếp thực hành với các bác, nó đều có màu đỏ, cho nên là tôi chọn cái chậu trồng là có màu tối màu như này này, màu đất này, xám đen, để mà giúp cho cái việc là nó tương phản với cái màu hoa. Thế giả như mà một cái hoa màu đỏ thì chúng ta sẽ không nên trồng chậu màu đỏ, hoa màu trắng thì chúng ta không nên trồng chậu màu trắng, bởi vì như vậy nó sẽ loãng cái màu hoa và màu chậu. Đấy, thì hai cái chậu này là tôi mua hết cả hai chậu bao nhiêu một cặp này là hết 130.000 các bạn. Đấy, hai cái chậu này 130.000 cũng khá là rẻ. Đấy, và tôi chọn cái chậu gốm thì nó vừa là dễ trồng, dễ chăm sóc và tính bền cao. Cái chuẩn bị tiếp theo đó là đất. Thì đây là đất trồng trà tôi đã ủ được là gần 2 tháng rồi, còn có một tuần nữa là được 2 tháng thôi, và tôi cho thêm rất là nhiều xỉ than. Đây các bác có thấy là xỉ than này, tôi đập ở trước và bây giờ tôi vừa mới đập thêm vào để mà nó có cái tính tươi sốc cao. Chuẩn bị thêm đây là cát các bạn. Đây là cát mịn để chúng ta lót đáy đấy, để nó thoát nước.
Cái bước hai, cái phần công việc thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành thực hành để mà sang trọng trồng mới. Thì ở đây tôi sẽ trồng hai cây. Cái cây nhỏ này thì tôi đã làm nổi bộ rễ rồi, và nó là một cái dòng trà đỏ của Trung Quốc, có cái màu hoa rất là đẹp, nhìn nó còi còi nhỏ nhỏ này thôi nhưng nó rất dễ hoa và nó có cái màu hoa rất là đẹp, mặt hoa cực kỳ đẹp. Thì sau này tôi sẽ, khi nào có hoa tôi sẽ giới thiệu các bác. Đấy, nguyên cớ như vậy thì tôi mới lựa chọn để trồng lại cái cây này. Và cái cây thứ hai là cái cây trà tứ quý này thì tôi cũng lựa chọn nó bởi vì là mặc dù nó đang hoa nhưng mà tôi vẫn quyết định là trồng lại, bởi vì là chỉ có khoảng nửa tháng nữa thôi thì sẽ có rất nhiều dòng trà khác đã nở hoa rồi, nên là không nhất thiết chúng ta phải giữ lại cái cây này. Mà mục tiêu của tôi là cây này tôi sẽ bới đất ra các bạn. Đấy, tôi sẽ thực hành bới để hở bộ rễ ra. Đấy, nhiều bác có hỏi thì tôi sẽ thực hành cái này, thì sau đó các bác sẽ tham khảo. Đây là cái chậu tôi đã chuẩn bị, và khác với những cái chậu khác, cây khác là tôi làm cả một miếng xỉ than to, thì đây tôi chỉ làm một cái mảnh xỉ than nhỏ để lót vào cái đáy chậu mà thôi. Đấy, chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy, sau đó đây là cát, chúng ta sẽ đưa cát vào. Tôi đã nêu rất nhiều rồi, cái cát đó, để mà nó lọc muối và nó giúp cho cái thoát nước trong chậu được tốt hơn. Thì sau đây tôi sẽ cho đất mới vào. Cái phần đất mới thì tôi đã cho xong rồi. Bây giờ tôi sẽ tách cái bầu của cái cây này ra khỏi cái chậu cũ xấu này. Đây là cái bầu mà tôi đã tách ra được rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Các bác có thấy là bộ rễ nó khá là nhiều đây. Khá là nhiều rễ ở vùng này này. Đấy, thì chứng tỏ là cây này nó đan rễ, vì tôi trồng được ra chậu là hơn 2 năm rồi, nên nó đan rễ khá là nhiều ở xung quanh cái bầu này rồi. Đấy, chúng ta có thể quan sát ở đây. Thì đối với tôi á, tôi sẽ với cây này tôi sẽ cắt bớt cái đáy bầu đi. Như tôi nêu á, là bầu nó thường ở cái đáy bầu đất á, nó thường đọng muối, nó có thể lắng một số cái tạp chất không tốt cho cây, cho nên là tôi sẽ bỏ bớt cái đáy bầu. Lưu ý với các bác là quá trình chúng ta trồng mới này và mùa này tuyệt đối không làm vỡ bầu. Nếu như bác làm vỡ bầu thì thà bác không trồng còn hơn, chứ tuyệt đối không để vỡ bầu. Nên là quá trình chúng ta tách cái bầu cũ ấy là chúng ta phải giữ nguyên. Đấy, tôi thì tôi luôn luôn tách và tôi giữ nguyên được ấy các bạn, không khó khăn gì cả. Đây là cái bầu đất mà sau khi tôi tách cái đáy và tôi cũng gọt bớt một phần đi, thì tôi thấy nó cũng thưa dễ thôi. Thì tôi gọt bớt một phần đi vì là cái bầu cũ nó hơi bí chặt đấy, và nó được hơn 2 năm rồi, trên là dinh dưỡng nó không còn nhiều nữa, nên tôi quyết định là sẽ gọt bỏ bớt cái bầu cũ đi. Thế nhưng mà chúng ta tuyệt đối lưu ý là không được để vỡ. Đấy, không được để vỡ cái bầu, vì là để vỡ bầu nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái phục hồi của cây, nhất là trong cái điều kiện mà cái nụ nó đang to khỏe như này, nó chuẩn bị nở, thì chúng ta cũng phải rất lưu ý. Nếu vỡ bầu là sau này nụ có thể bị hỏng, hoặc là con nở thì hoa nó cũng xấu. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là đưa vào cái chậu mới, đưa vào chậu. Và lưu ý các bác là đây là cái mặt chậu, chúng ta tính cái mặt chậu là chỗ này. Đấy, thì là chúng ta để nó trồi lên trên. Khi chúng ta ngắm cây trà, chúng ta sẽ ngắm được cả cái bệ, cả cái thân phía trên của nó. Đấy, thì sau đây tôi sẽ đưa đất mới vào. Chúng ta khi mà đưa đất mới là chúng ta chỉ lưu ý là chúng ta để đất nó ép chặt vào cái bầu cũ với cái bầu mới, không có cái giới hạn, để dễ khi nó mọc ra nó sẽ ăn vào cái đất mới ngay, thì cây nó sẽ phục hồi không ít ảnh hưởng bởi cái quá trình chúng ta trồng lại. Như vậy là tôi đã trồng xong cái cây này rồi. Để chúng ta có thể nhìn từ xa như này, khá là cân đối, cái chậu này khá hợp với cái cây, mặc dù nó là cây nhỏ thôi, bởi vì hôm nay tôi xin được thực hành trồng cây nhỏ, hôm sau tôi sẽ trồng cái cây kích thước lớn hơn. Thì sau khi trồng xong chúng ta có thể quan sát thấy là nó
ở trên mặt chậu cái bộ rễ ấy. Đấy. Và ở đây nó có một cái mầm ở dưới gốc cây này, thì vì cái mặt hoa nó khá là đẹp cho nên là tôi quyết định giữ lại, sau đó thì nó mọc ra từ cái rễ, nên sau này tôi sẽ cắt cái điểm này để mà tôi tách cái cây này ra. Chứ còn nếu như mà là cây hoa bình thường tôi cắt bỏ nó từ lâu rồi. Sau đây tôi xin thực hành sang cái cây thứ hai. Cây này tôi sẽ làm ngắn gọn và tôi chỉ có xoáy vào cái phần mà tôi bới cái bệ này ra mà thôi, để mà tiết kiệm bớt cái thời gian các bác đỡ phải coi cái video nó dài. Thì sau đây tôi sẽ nhấc ra và tôi sẽ tiến hành bới bệ. Đấy, tôi đã nhấc ra khỏi chậu và tiến hành gọt bớt cái đáy bầu, bởi vì là nó có muối và những cái chất đọng ở dưới đáy tôi không thích, cũng như là cái cát ấy, nó không có dinh dưỡng nữa. Thì sau đó đây tôi sẽ tiến hành bới bệ. Thì các bác có thể thấy này, một cái cây nếu mà nó có một cái thân thẳng đứng và cắm xuống cái cọc này, cắm xuống đất như một cái cọc cọc này, các bác thấy xấu không? Nó rất là xấu, nó khác hoàn toàn với những cái cây mà nó có cái bệ nổi lên, nên là chúng ta phải bới bệ ra. Thì với cái việc bới bệ thì tôi sẽ có một cái video riêng, sau này sẽ cùng với các bác chia sẻ. Thế nhưng các bác lưu ý là nếu như mà cái cây mà bác vừa mới mua về á, thì bác không nên bới bệ, mà bác để nó ổn định thì hãy bới ra. Như cây của tôi đây mặc dù có hoa nhưng tôi vẫn bới, bởi vì tôi không quan trọng những cái hoa này nữa. Thì sau khi bới xong thì tôi sẽ bóc bỏ những cái, bẻ bỏ những cái hoa này đi để mà cho cây nó dồn dinh dưỡng vào, nó phục hồi, chứ còn để hoa thì nó không đẹp nữa. Thì sau đây tôi sẽ thực hành bới bệ. Cái việc bới này thì nó không có gì khó cả. Chúng ta bới khi nào ta nhìn thấy cái rễ, các cái rễ to là được. Và lưu ý là vì cái bầu nó khá là nhỏ nên chúng ta không được làm nó vỡ cái bầu. Đây là cái cây trà tứ quý sau khi mà tôi bới bệ và trồng lại. Thì chúng ta có thể coi xa một chút xíu. Sau có một vấn đề tôi cần phải chia sẻ với các bác ấy. Đây là những cây mà tôi trồng lại như này. Sau này tôi sẽ xòe tán để mà nó đảm bảo được cái độ đồng đều phân bố ở cây này. Thì ở đây tôi có một cái chia sẻ với các bác, đó là cái cây này nó không có bệ. Mặc dù nó ở với tôi được hơn 2 năm rồi nhưng mà tôi bới ra gần như không có bệ. Chỉ có một cái bên này, một cái bên này. Đấy, và một cái rễ nhỏ, chúng ta nhìn thấy ở đây này. Đấy, nó có 3 cái rễ thò đây thôi. Tôi đã bới mấy chục cái bộ bệ rễ trà rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không tìm thấy rễ lớn. Bởi vì tôi nghi là cây này là cây ghép thôi. Đấy, chỗ này đoạn này là đoạn ghép này. Đấy, thì cái cành ghép cũ này này, cái gốc ghép này, nó là cây gì? Một cái loại mà bệ nó kém. Chứ còn như cây này tôi bới ra, các bạn thấy nó rất nhiều bệ luôn. Và những cây mà thỉnh thoảng tôi bới á, là tôi thấy rễ nó đều lắm rồi. Nhưng đây là một cái trường hợp rất là nghi ngại. Thế thì qua đây cũng lưu ý các bác là nếu như mà bác không tự tin thì chúng ta đừng bới bệ các bác nhé, kẻo nó ảnh hưởng lớn đến cái sinh trưởng phát triển của cây trà. Đối với tôi thì tôi có kỹ thuật cho nên là cái việc chăm sóc phục hồi cây thì nó không có khó khăn gì cả. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước 3, đó chính là chúng ta tiến hành chăm sóc sau khi chúng ta trồng lại. Để cây ở nơi yên tĩnh, tránh va chạm lay cây, tránh nơi gió mạnh, ánh sáng mạnh. Đấy, và sau đó thì chúng ta tiến hành tưới ra rễ. Thì tôi chia sẻ với các bác rất là nhiều lần rồi, đó là cái Atonic này này. Đấy, và cái Bimix này này. Thì Atonic này chúng ta cứ hòa với lại cái bình 18 lít, cái thùng 18 lít thùng sơ đó, và cái Bimix này cũng vậy, chúng ta hòa ra, chúng ta tưới để chúng ta có thể tưới ngay được, để mà cái rễ nó có thể được thu thêm cái dinh dưỡng mà chúng ta tưới vào thì cây nó sẽ phục hồi sớm hơn. Thế như vậy là tôi mới thực hành trồng sang chậu 2 cái cây trà mi nhỏ này.
Thế thì các bác có thể tham khảo thêm, và nếu như có cái gì chưa rõ thì các bác có thể để lại ở cái phần bình luận, hoặc rất nhiều bác có cái số điện thoại Zalo của tôi rồi ấy, thì các bác có thể chia sẻ thêm. Thế tôi sẵn sàng cùng với các bác để mà chúng ta trồng, chăm sóc sang chậu được nhiều cây trà đẹp. Như vậy, xin được kính chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem cái video này.